Bộ bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Và hôm nay thì em lại mang đến cho anh chị và các bạn một chiếc xe Mercedes-Benz S450 Sản xuất là 2017, Model 2018 Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen, đăng ký biển tỉnh, biển Bắc Linh Biển thì cũng rất là đẹp ạ Chiếc xe đã được lên full Maybach Và lăn bánh với quãng đường là hơn 28.000 mai Cực kỳ đẹp Xe nhập chính hãng bảo test hãng cũng như là toàn quốc cho các bác là có nhu cầu về chiếc xe này Em có hỗ trợ cho anh chị và các bạn ngân hàng lên tới 75% giá trị xe Để chi tiết cụ thể các bác hãy liên hệ em Em sẽ gửi bảng kê chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho bác có thể tham khảo Xe bán ra tại cửa hàng thì có tặng cho anh chị và các bạn gói phủ xe Cũng như là hậu mãi chăm sóc xe miễn phí để chi tiết cụ thể các bác có thể qua địa chỉ đơn vị là 3133 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội để có thể là trải nghiệm và lái thử mẫu S450 này. Chiếc xe rất đẹp ạ anh chị, đợi em một chút em sẽ mở phần cốp lên để anh chị bạn có thể tham quan về không gian cốp chứa đồ của chiếc xe. Không gian rất là rộng rãi, với những cái chi tiết đèn của chiếc xe thì nó trang bị đèn trước đèn sau đều là dạng LED bản. Đây là những cái chi tiết cốp để trang bị là cốp điện anh chị nhé. Tổng quan chiếc xe thì nó vẫn còn rất là đẹp ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn đơn vị thì chuyên kinh doanh các dòng xe cũ hạng sang nên anh chị và các bạn mà có nhu cầu về mẫu xe Nexus hay là S250 hay là Mercedes-Benz S450 hoặc là S400 thì cũng có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi đầy đủ chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo và em sẽ mở cái không gian về không gian hàng ghế thứ hai để anh chị bạn quan sát bên trong với chiếc xe này thì nó cũng trang bị rất nhiều tính năng công nghệ cho dành cho các ông chủ ngồi phía sau để trải nghiệm đầy đủ đây các bác có thể qua địa chỉ đơn vị 3133 Nguyễn Văn Cử Long Biên Hà Nội xe có trang bị nhớ ghế 3 vị trí cũng như là chỉnh điện ở phía sau các chi tiết rồi là phần bệ tỳ tay với các phím điều chỉnh chức năng màn hình giải trí hai màn hình gối đầu cũng như cửa sổ trời hai màn hình cửa sổ chơi và có trang bị cửa gió điều hòa chính giữa và cả hai bên cánh cửa và với xe hạng sang này thì không thể thiếu được tính năng cửa hít Và đây là những chi tiết về phần cánh lái Các bác có thể quan sát về keo chỉ, ốc ác Rồi là những phần tapi ly gánh cửa Chất liệu ghế da Rồi là phần ốp gỗ những Chi tiết ốp mạ chrome sang trọng Tổng quan về trong chiếc xe Các bác có thể thấy chủ xe cũng trang bị một lớp thảm trải sàn Giúp cho chiếc xe nó sạch hơn và tăng tính thẩm mỹ với chất lượng ghế da thì nó vẫn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo tổng quan chiếc xe đây em quay rõ để các bác có thể thấy trong quá trình quay mà anh chị và các bạn đang thắc mắc vấn đề gì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình em sẽ video call các bác cùng xem và trao đổi trực tiếp các bác để giải đáp những cái thắc mắc của các bác Đấy, màn hình nó trang bị màn hình dài các chi tiết đồng hồ hiển điện tử Oppo đang tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, công nghệ thì tràn ngập. Kể ra thì nó rất mất thời gian để chi tiết cụ thể, hãy liên hệ em. Đấy, chi tiết em uh, cho các bác có thể thấy. Và sau đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe. Xe thì nó cũng có trang bị hệ thống cam 360 và cảm biến trước sau đầy đủ để anh chị bạn có thể trải nghiệm. lấy các chi tiết bác có thể thấy về những phần uh, lắp cabo, cũng như là các phần ốc răng đầu, ốc khung xương Chất lượng khoang máy để anh chị bạn có thể thấy được chất lượng của chiếc xe này nó như thế nào Mọi chi tiết rất đẹp anh chị ạ Và chiếc xe Mercedes-Benz F450 sản xuất 2017, model 2018 Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 3 tỷ 279 triệu Còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp lên tới 75% giá trị xe để chi tiết cụ thể hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ hỗ trợ thông tin. Còn các bác nào cần đến xem xe thì có thể qua địa chỉ đơn vị là 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Auto 31 chuyên kinh doanh các dòng xe sang đã qua sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Vũ Xe Cũ.